Cái siêu nha, siêu rẻ, siêu rẻ nha, giá sốc Karakilo 3220, coi kiếp coi đầy đủ đấy. Rồi vậy cho nó đứng đó đi nè, nhích ra đây tí thôi, hỏi đấy nè, để đây đây sáng thôi được á. 320 320 nha. Ba hay không, để em tắt máy đi. Đạp ga mấy phát nhồi sướng đã. Đó, nẹt rồi nha. Ba hay không, cho coi tình trạng động cơ trước. Máy cực đỉnh nha, siêu rẻ. Lâu lâu bán một con xả vốn cho vui nha. Mua rinh. Con này đưa chụp chưa đụng chạm một con ốc nào hết á, bên em mới nhập về tức thì luôn, nhập rẻ bán rẻ. Máy nguyên zin nha, cho coi nắp đây trước luôn để hiểu được cái máy nó cỡ này. Đây cò kiếp này nha, yeah. Là mấy bác hiểu được cái xe cỡ nào nha, không cần phải nói gì nhiều quảng cáo. Cực đẹp, siêu đẹp, em đã đẹp mà em đứng đâu nó cũng đẹp. Rồi đây một con Mitsubishi, bên em những dòng xe rẻ tiền thì thường là không dọn kỹ nha, thì mấy bác coi này, không dọn kỹ mà được như này nha, vừa rửa xong luôn thì đưa ra đây làm video xe rẻ không cần phải làm cho kỹ càng. Thì nhiều bác cứ hỏi giá ở đâu lung tung thì mấy bác coi cho kỹ video là có giá nha. Nhiều bác cứ hỏi nhiều làm gì đó. Những bác mà có thành ý mua là thường là những bác sẽ coi hết video đấy. Nói vậy là mấy bác tự hiểu, không cần nói gì nhiều. Niêm chì còn luôn, chưa đụng chạm nha. El Denso Kumai với Mitsu là một nha. Dòng này Mitsu là một luôn, không có gì khác hết. Ừ. Thông số bánh lốp sau còn tầm tạm, nói chung còn đẹp á, 12.4 trừ trên 11 trừ 28. Lốp trước nứt rồi, lốp trước là lốp bé luôn, mất thông số luôn. Không vừa nãy thấy thông số bây giờ mất tích rồi. Rồi để chốc qua kia em coi thông số, nhưng mà lúc chữ đứt rồi nha. Ủa đây, còn đẹp luôn này. Nguyên rin nha. Lâu lâu nhập rẻ bán rẻ nha. Qua tình trạng móc cái hộp kiếm, cặp kiếm. Đây đuôi, vừa nhập về luôn là cho nó lên được. Chưa dọn kỹ nha. Ốc ếch đuôi, ốc đuôi siêu đẹp. Đấy, con này siêu đẹp, siêu trục quần, ghế Nhật, ghế rin Nhật, đuôi đuôi bên đây thì nó còn dính bẩn, bên em chưa xịt rửa kỹ này, khi về nó như đất vậy á. Bên em cũng cho thợ xịt rửa lại đâu vào đó để cho nó lên đường. Con Mitsubishi Kumai 320. Đấy, cặp xe cực đẹp. Bộ máy rin nha, bao rin nha, chưa đụng chạm nha. Cái đó không bao thôi, đã bao là bao nguyên rin, nguyên đai nguyên kiện. Sẽ đẹp thì không có gì phải ngại ngùng hết. Kumai 320 rất là đẹp nha mấy bác nha. Đấy, chẳng có gì để coi bởi vì xe này rồi còn trước gần như nó chưa bị lết xuống bùn luôn nha. Đội xe mà gần như chưa bị lết xuống bùn luôn này.
không biết tại sao mà nó mới thế. Giá sốc nha, giá trục quần, giá trục quần 5.5 trừ 16. Lúc trước hơi xấu, lúc sau gai lì. Con máy thì tuyệt vời. Từ những cái gầm bệ đồ lung tung còn rất là đẹp, cho mấy bác thấy ở đây. Tuyệt vời. Ghế rách chỗ này chút nha. Thì ví dụ bọc lại thì nó không hết bao nhiêu đâu, nhưng mà bên em để là bán vậy thôi. Xe giá rẻ, không có thời gian làm cho mấy bác nha. Cùng lắm mấy bác yêu cầu đổi yên là đổi ra cái yên luôn. Rồi đây nha, con Mitsubishi. Rồi giờ em cho thợ bên em test lên. Rồi anh Tuấn lên đạp ga mồi để em bán xe coi. Rồi quay cái quần rách lên cho bà con coi. Con này máy ngon lắm, em tự tin em bán. À, một phát nổ ra, rất là đỉnh nha. Rồi, dê vô luôn đi ông Tuấn ơi. Con này xong rồi đó. Con nó vượt nãy em nẹt ga lên thoải mái rồi, giờ ban đêm rồi. Người ta ở đây hơn 5 giờ là họ chửi. Nên là cho em cho thợ chạy vô luôn. Rồi, con này xong nha. Đó, nẹt thoải mái. Xe nó đỉnh là không có gì ngại ngùng hết. Rồi, con như xong. Cái này, cắt nó ở đây luôn. Ừ, chạy à? Rất là biết nha. À, sao? À, ben à? Rồi, thử ben. Ben luôn nha. Đó, bên em test đầy đủ hết á. Cho mấy bác coi để ủng hộ. Đó, ưng test là test thôi. Hàng VIP là không có gì phải ngại ngùng. Đó, mấy bác thấy rồi đó. Đó, rồi, ok. Rồi, được rồi. Không cần test kỹ đâu. Vậy là VIP. Xe rẻ, làm để đại nó đi để bán. Một giá một nha, không nói giá thứ hai. 40 củ được, alo bán nha, không cần đến câu thứ hai nha. Một giá một em gọn nhẹ luôn cho lên được, quá rẻ cho một con xe, quá rẻ nha. Rồi, cảm ơn mấy bác coi video.